Kính chào tất cả quý vị khán giả, xin kính chúc tất cả cô chú anh chị trên toàn thế giới một ngày mới an nhiên hạnh phúc. Hôm nay Phương Văn trong kênh Người Trong Cuộc xin quay trở lại tiếp tục câu chuyện của chị Hằng Kali, và tất cả chúng ta đều đang theo dõi diễn biến xảy ra đối với những người trong cuộc. Và hôm nay thì Phương Văn xin phép cùng với tất cả quý vị khán giả chia sẻ câu chuyện về Le Le, chị Le Le và anh Lộc. Thì hôm nay Phương Văn sẽ xoay quanh và phân tích vấn đề của hai người này. Đầu tiên thì Phương Văn sẽ chia sẻ về anh Lộc là người vô gia cư, hiện nay thì ảnh đã lên bờ có cuộc sống bình yên và hạnh phúc bên vợ con của mình. Bên cạnh đó thì Phương Văn cũng chia sẻ về chị Le Le đã lên cộng đồng mạng và có những cái lời lẽ không phải đối với anh Lộc như thế nào. Chúng ta cùng phân tích. Kính thưa quý vị khán giả, về việc anh Lộc được chị Hằng Kali đã giúp đỡ và hỗ trợ anh Lộc suốt trong thời gian qua, ảnh là một trong những người mà vô gia cư đã cảm thấy cuộc đời của mình bế tắc. Thực sự khi mà trong suối đó, thì khi mà anh Lộc chia sẻ sau khi ảnh lên bờ rồi đó, thì những người vô gia cư đó quý vị khán giả, hầu như là 99-100% là họ rơi vào cái tệ nạn xã hội. Họ lại đua đòi bon chen theo bạn bè và cuối cùng thì họ lại sa ngã. Giống như ở Việt Nam như vậy, ở Việt Nam thì họ có những cái bạn trẻ và họ đã lỡ sa đà và ít có khi mà họ có con đường để họ quay lại. Và từ đó thì họ rơi vào tận đáy của xã hội rồi, họ lại vướng vào những cái việc và vi phạm pháp luật khác. Tại vì khi mà họ rơi vào vô gia cư rồi, rơi vào đi con đường đó rồi, thì không có ai mà thoát khỏi cái bệnh tật đó. Tại vì Phương Văn tránh những cái từ, quý vị khán giả, YouTube nó sẽ bắt cho Phương Văn, cho nên là Phương Văn nói tránh. Thì đa số 100% là những anh mà đi xuống suối thì đã rơi vào những cái tệ nạn của xã hội. Tại vì có cái từ kia Phương Văn không nói được. Ở Việt Nam thì không khác gì, nhưng mà có những cái nào nó cũng có, ở nước nào nó cũng có cái mặt là tiêu cực của nó. Quý vị khán giả thấy ở Việt Nam thì những người mà rơi vào cái tệ nạn đó thì họ lại đi ra ngoài đường cướp giật, rồi có những cái hành vi khác, trộm cắp tài sản vân vân. Còn ở bên Mỹ thì những người vô gia cư đó họ là tập trung xuống suối hoặc là lên núi và họ cũng được chính phủ lo cho ăn ngày ba bữa, thì cái điều đó rất là quý rồi. Nhưng mà quý vị khán giả biết không, là nhiều anh chị em nói là khi mà đã rơi vào con đường đó, thực sự ít có ai mà quay trở lại lên bờ đó. Thực sự là nếu như có cái ý chí và nghị lực dữ lắm luôn á, thì mới có thể quay lại bờ. Và có những người hay bị tái đi tái lại đó quý vị khán giả. Thì ở Mỹ hay là Việt Nam hoặc là Canada hoặc là các nước khác cũng vậy. Khi mà họ đã rơi vào cái con đường đó rồi thì họ cứ tái đi tái lại như vậy. Nhưng mà đòi hỏi con người phải có ý chí. Phải nói là Phương Văn nhìn qua hình ảnh của anh Lộc đó, hôm nay thì Phương Văn nói chân thành nha quý vị khán giả, rất là quý anh Lộc và rất là trân trọng anh Lộc, vì một con người đã rơi vào con đường mà ai cũng xa lánh hết trơn, là một cái con đường đi mà tất cả mọi người đều là không có dám đến gần, và đồng thời trở thành người homeless, trở thành người vô gia cư, không có nhà cửa, những người thân thiết cũng không dám tới gần. Và tất cả những anh em mà xuống suối ở đó thì họ ít có khi con đường quay trở lại. Thì chính vì vậy nhiều người khán giả cũng bình luận cho Phương Văn, những người đó lười ăn, biến làm, thích ăn mà biến làm, chờ xin tiền chính phủ rồi lại là đi mua cho mình thỏa thích, mua cho mình thỏa thích việc mà sử dụng đó. Tại vì Phương Văn tránh hai cái từ đó, nói vô là YouTube nó bắt liền. Cho nên là vì vậy thì khán giả nói thì cũng không có sai.
Không có sai là chính phủ lo cho ăn ngày ba bữa rồi, nhưng mà họ lại là đi xin tiền, giống như người homeless tới khi đứng ở chỗ này chỗ kia xin tiền đó, về nhà cũng có ăn ba bữa rồi, rồi họ lại lại trong đầu của họ lẩn quẩn những cái việc mà họ sử dụng hàng ngày đó, thì thành ra họ nhớ và họ không không có thể nào mà rời bỏ được. Chính vì vậy họ rút vào suối vào núi họ ở. Thì trong cái thời gian vừa qua, thật sự chị Hằng Kali, chị cũng có cái duyên khi mà đi làm cầu nối giúp đỡ cho những người vô gia cư đó. Nếu như quý vị khán giả bình thường, khán giả không dám đi đâu, thật sự luôn đó. Cái làm cái công việc đó nó vô cùng khó khăn về mặt tâm lý nè đó. Nếu ai mà lần đầu vô đó thật sự là không dám đi một mình, rất là sợ, tại vì trong suối đó là anh em mà, anh em thứ thiệt không à đó. Rồi họ rơi vào cái tệ nạn xã hội, mình đi một mình trong đó rồi biết đâu đường đi mà không có đường về thì sao. Phải nói một điều đầu tiên là Phương Vân rất là ngưỡng mộ chị Hằng Kali, cái sự dũng cảm, cái sự can đảm mà ít ai làm được như Hằng Kali. Tuy nhiên thì Hằng Kali cũng có những lần lớn tiếng với những người vô gia cư. Đó là anh Lộc đã nói khuyên Hằng nên bớt nóng tính lại và cần nói nhỏ nhẹ hơn với những người vô gia cư. Tại vì những người đó người ta tâm tính người ta không có bình thường, đôi khi cái đầu người ta tưng tưng á, đôi khi sử dụng nhiều quá rồi cái đầu nó tưng tưng, với lại nữa rút vào rừng vào suối đó rồi không có tiếp cận bên ngoài á, là họ sử dụng cái thời gian dài đó rồi đầu óc họ không có minh mẫn luôn. Nói chung là cái người là hầu như là tưng tưng, rồi khi nói chuyện cà lơ vậy đó. Đó, tại vì họ phải cần sử dụng cho nên là có người của họ không tỉnh táo và tâm tính họ cũng không bình thường. Khi mà cái người ngoài muốn tiếp cận phải có một cái nghệ thuật. Thực sự Hằng Kali chỉ có một cái duyên khi mà làm cầu nối từ thiện, biết rằng là bây giờ nhiều người phản ứng là nói người vô gia cư có chính phủ lo cơm ăn ngày ba bữa cho nên họ là thích ăn lười làm. Mặc dù nói gì thì nói nhưng mà chúng ta có thể là giang vòng tay đón nhận những gì mà tốt đẹp nhất nếu mà giúp được họ. Ví dụ như bây giờ Hằng Kali là hỗ trợ, là cầu nối để cho mạnh thường quân người ta thương, người ta không có ánh mắt xa xôi đó, người ta không có nhìn khinh bỉ, người ta không có chê trách, mà người ta có cái tấm lòng vàng, người ta muốn muốn gửi gắm cái số tiền đó để cho giúp đỡ cho những người vô gia cư. Mặc dù là có chính phủ lo thì lo, nhưng mà cái lời động viên chia sẻ cũng như là ủng hộ về tinh thần, lời khuyên cho họ thực sự rất là đáng quý. Đôi khi con người ta nó rơi vào vực thẳm rồi đó quý vị khán giả, chỉ cần lời động viên chia sẻ của một ai đó thôi, tự nhiên cái tinh thần của người ta vực dậy liền, người ta không còn nghĩ tới cái tiêu cực nữa nha quý vị khán giả. Đó, chính vì lời khuyên của những người tốt họ rất là xứng đáng, rất là quý giá cho những người mà người ta đang rơi vào tận đáy của xã hội. Họ đi vào con đường đó, bạn bè không gần, cha mẹ cũng không có dám về, anh em cũng không dám nhìn, vân vân, nói chung là họ cách xa luôn, họ rút vô rừng vô núi như vậy. Thì bây giờ cũng chúng ta nếu mà làm được gì giúp đỡ động viên tinh thần họ được thì tốt, còn không được thì cũng đừng khinh bỉ họ. Vì nhiều người nói là tại vì những người vô gia cư người ta chọn sống như vậy. Thật sự không ai chọn sống con đường đó đâu, tại vì nó đã lỡ rồi, nó đã lỡ vơ rơi vào cái tệ nạn rồi, họ không có rút ra được, mà đôi khi họ rút ra rồi họ cũng tái đi tái lại vài lần đó. Chính vì vậy chứ không phải là người ta, con người người ta lúc mà bình thường không ai muốn xa gia đình nè, không ai muốn rút vào rừng vào suối, để đôi khi con người chúng ta quần áo mặc nó còn không có tôm tích nữa đó, ai mà thích sống như vậy. Mà đã họ lỡ họ vào con đường đó họ không có cơ hội họ quay lại, chứ không ai muốn vậy. Cho nên là mình cũng phải cố gắng, nếu người ở ngoài nếu giúp được thì giúp để cho người ta có thể là quay trở lại lên bờ, để người ta có công ăn việc làm và tìm lại cái sự sống bình thường như bao nhiêu người khác. Kính thưa quý vị khán giả, anh Lộc là một trong những minh chứng. Anh Lộc cũng từng rơi vào cái tệ nạn xã hội như vậy, rút vào suối thì nhờ sự động viên giúp đỡ của chị Hằng Kali trong cái thời gian qua nhiều anh em, mà trong đó thì anh Lộc là cái người điển hình quay trở lại bờ có công ăn việc làm, có một cô vợ
hết sức là xinh đẹp, đó là chị Thắm. Và trong cái kênh Anh Lộc, ảnh cũng làm YouTube, bây giờ ảnh cũng được 20 mấy ngàn sub đó. Như vậy cái điều đó quá tốt không? Nhờ ai? Nhờ ai? Phải chị Hằng Kali động viên giúp đỡ không? Nhiều người nói chị Hằng Kali nó đâu có bỏ tiền ra, chỉ là tiền mạnh thường quân. Đồng ý là như vậy, đôi khi chị Hằng chị không bỏ ra, người có công, người có của. Nếu như Mạnh Thường Quân á, người ta giúp đỡ, quý vị khán giả thấy không? Nhiều Mạnh Thường Quân người ta cũng không muốn đọc tên. Đó, nhưng mà chị Hằng làm là chị đọc tên để là cho khán giả, mọi người theo dõi. Chứ thực sự Mạnh Thường Quân mà nói chung là Mạnh Thường Quân là quá tuyệt vời. Phải nói tấm lòng vàng là quá vĩ đại. Người ta mồ hôi, công sức và nước mắt của người ta làm ra đồng tiền. Người ta cho ai đó thì người ta cảm thấy vui lắm. Chứ người ta cho rồi người ta không có đòi lại. Mà cho rồi không ai mà đi lấy lại. Đó, nếu mà cho đúng người. Còn những cái kênh thật sự nói cho rõ luôn. Nếu như mà cho những cái kênh nào mà ăn chặn tiền từ thiện. Thật sự Mạnh Thường Quân biết một lần thôi, lần sau người ta say goodbye. Người ta không bao giờ người ta cho nữa. Cho nên nếu như anh chị em mà đi làm YouTube và hỗ trợ từ thiện đó, thì minh bạch, Mạnh Thường Quân sẽ ủng hộ và sẵn sàng cho quà hoặc là cho tiền gửi gắm cho nhân vật nào đó. Mà Phương Phan nói cái điều này để cho quý vị khán giả hiểu rằng đôi khi cái số tiền đó không cần minh bạch cho tất cả mọi người đâu. Giữa Mạnh Thường Quân và chủ kênh người ta có liên lạc với nhau. Cho bữa nay cho anh này nhiều, cho người kia nhiều, cho mấy chục đô, cho người ABC gì đó, còn lại bao nhiêu thì giữ lại trong tháng sau cho ai. Thì giữa Mạnh Thường Quân và chủ kênh người ta có chia sẻ, người ta có bàn bạc với nhau rồi. Cho nên là tiền của Mạnh Thường Quân, người ta có quyền cho ai, người ta làm gì. Mà giữa chủ kênh với Mạnh Thường Quân có sự trao đổi thống nhất. Cho nên cái việc mà công khai minh bạch ăn chặn tiền từ thiện, các bạn cứ lên cộng đồng kêu gọi để người này tẩy chay, người này kia tẩy chay, thật sự cái điều đó không tốt. Mà Mạnh Thường Quân là chính là cái người quan trọng, người ta muốn giúp nữa hay không, người ta không tin tưởng là người ta cắt ngay chứ không bao giờ người ta giúp nữa. Cho nên trong câu chuyện này, trong cái thời gian qua thì anh Lộc ảnh có lên mấy cái video để anh chia sẻ và ảnh minh chứng, minh quan cho chị Hằng Kali là về việc nói ăn chặn tiền từ thiện. Khi mà xem hết cái video của anh Lộc và Phương Văn, phải nói là rất thích cái lời chia sẻ của anh Lộc. Anh nói thật, nói thẳng và ảnh không ngại cái gì giữ gìn cái quá khứ của ảnh. Tại vì ai cũng biết, từng theo dõi cái câu chuyện mà anh Lộc ở trong suối đó thì đã biết rồi. Tới ngày hôm nay thì ảnh trở thành con người khỏe mạnh, bình thường, có gia đình hạnh phúc, có công ăn việc làm, quá happy. Cho nên là anh Lộc là một trong những người mà điển hình. Và nếu như sau này anh làm kênh YouTube, anh có thể là giúp lại những người vô gia cư, chỉ lời động viên thôi. Còn Mạnh Thường Quân có cho gửi gắm tiền bạc hay không thì tùy lòng hảo tâm của Mạnh Thường Quân mà thôi. Thì anh Lộc cũng nên đi xuống suối, quay lại cái chỗ cũ của anh á. Anh kêu gọi đi giúp đỡ những người mà lầm lỗi, đi lạc lối giống như anh như vậy đó. Bây giờ quay trở lại, anh là một trong những người mà đại diện cho những người vô gia cư lên bờ và làm lại cuộc đời. Thực sự là tươi đẹp, vô cùng hạnh phúc với người vợ xinh đẹp của mình hiện tại. Những quá khứ đã đi qua thì xin khép lại, và tương lai sẽ mở rộng hơn cho tất cả những người muốn làm lại cuộc đời giống như anh Lộc như vậy. Thật sự Phương Văn rất là trân trọng và rất là quý những người mà đã lầm đường lạc lối, quay trở lại cái cuộc sống bình thường, gia nhập với cộng đồng xã hội. Anh Lộc thật sự rất là ngưỡng mộ. Ít có ai mà làm được điều đó. Cho nên chính vì anh Lộc lên tiếng về việc chị Hằng Kali từng giúp đỡ ảnh và từng giúp đỡ một số người khác nữa. Đó, khi mà có lời động viên chia sẻ, thật sự rất là hữu ích quý vị khán giả. Đôi khi nè, giờ Phương Văn nói một cái ví dụ nhỏ, đôi khi trong lúc bạn buồn, buồn về gia đình, buồn về tình cảm, buồn về một cái gì đó, nhưng có người bạn bên cạnh hoặc là ai đó chia sẻ, động viên bạn, tự nhiên bạn vơi đi cái nỗi buồn liền. Đó, mặc dù là vẫn còn buồn nhưng mà nó vơi đi, nó có một cái tia sáng le lói trong lòng mình, để rồi mình sẽ vượt lên tất cả. Cho nên cái lời khuyên, động viên, an ủi nhẹ nhàng từ những người ngoài đối với những người trong cuộc như vậy thật sự là rất có giá trị, rất là đáng quý và trân trọng. Cho nên
Trong thời gian qua thì việc anh Lộc lên cộng đồng mạng đó thì chị Le Le, bây giờ Phương Văn nói chia sẻ chị Le Le. Chị Le Le chị phản ứng với anh Lộc một cách mãnh liệt và đồng thời chị lên video chị gân guốc chửi lại anh Lộc quá trời quá đất luôn. Phương Văn coi mà phải nói khủng khiếp, vậy mà nói là Le Le nói là tôi là không phải đi theo con hàng Kali để làm học hỏi làm YouTube mà tôi là mạnh thường quân. Và chị Le Le nói rằng là tôi là mạnh thường quân đi giúp đỡ, đi theo con hàng để giúp đỡ. Nếu như chị giúp đỡ được những người vô gia cư như vậy thì đó là cái tâm chị rất là tốt, rất là quý. Nhưng chị thấy rồi, tiếp cận người vô gia cư đâu phải đơn giản đâu. Chị đi theo chị Hằng chị cũng biết mà. Đó, chị đứng đằng xa xa kìa chứ chị có dám để đến gần đâu. Bữa trước chị đi xuống suối, chị chở người chú nuôi của chú của chị đi về đó, xuống dưới nhanh nhanh bạn chở về, có dám ở lại suối đâu. Đâu có dám tiếp cận những người vô gia cư một mình mà không có chị Hằng, chị dám không? Như vậy chị thấy cái sự can đảm của chị Hằng như thế nào không? Đó, khi tiếp cận người gia cư, vô gia cư phải có cái nghệ thuật nữa, chứ không phải muốn tiếp cận là tiếp đâu rồi vô đó đôi khi là nói năng lung tung đó, rồi đôi khi những người vô gia cư người ta tâm tính người ta không có bình thường đó, người ta có thể quay người ta chửi lại mình, người ta không đồng ý này kia nọ, thì lúc đó mình không ứng xử không khéo rồi coi chừng đi vô đó rồi không có đường về, rồi gia nhập trong đó vô gia cư luôn, bắt ở lại đó luôn đó. Chính vì vậy bây giờ chị Le Le chị lên chị nói chị chửi anh Lộc thấy mà thương luôn quý vị khán giả. Và một người phụ nữ mà đứng trước ống kính, đứng trước truyền hình và hàng triệu khán giả trên toàn thế giới mà chửi anh Lộc không ra gì và đồng thời văn tục chửi thề như vậy, thì liệu cái người đó có phải mạnh thường quân và làm kênh YouTube để đi làm từ thiện giúp đỡ người khác? Trời ơi, nhìn cái gương mặt với cái sắc mặt quá khủng khiếp quá, giống như hổ 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 về rừng gì đó các bạn đó, vô vật. Và khi mà chửi anh Lộc xong rồi thì quay qua là kính thưa cô chú bác anh chị, cười cái te tét, coi như là quay trong vòng một nốt nhạc quay 180 độ, thực sự nó quá kinh khủng khiếp luôn đó quý vị khán giả. Và cái điều Phương Văn nói, những người mà mon men đi làm từ thiện mà lên cộng đồng mà chửi ra rã như vậy, liệu quý vị khán giả Mạnh Thường Quân có tin tưởng, có yêu thương để gửi gắm tài sản vật chất của mình cho một người đó hay không? Liệu Mạnh Thường Quân có làm được không? Có dám làm không? Và những người đó liệu họ có làm được giống như hàng Kali hay là làm được bằng cái tâm của mình hay không? Nếu mà có cái vấn đề trục trặc gì đó không hài lòng của mình là bắt đầu mình sẵn sàng mình chửi, mình sẵn sàng mình lên tiếng, mình sân si. Như vậy cái tâm mình làm từ thiện sao được? Mình quá sân si mà làm sao mà làm thiện? Vậy mà chị Le Le nói tôi là Mạnh Thường Quân. Sau đây thì Phương Văn sẽ chia sẻ một cái đoạn mà các anh từng biết chị Le Le này cũng hưởng chính sách của tiền từ chính phủ nha quý vị khán giả. Nghe đâu đó là hiện tại bây giờ vẫn là hưởng 250 đô một tháng, là cái tiền về bệnh có giấy tâm thần. Như vậy thì chị cũng hiểu rằng cái người tâm thần là nắng mưa bất thường, cho nên chính vì vậy khi mà đi chung với chị Đại đó là người ta nắng mưa bất thường, mà nếu như một người bạn bình thường thì người ta đâu có bỏ lại chị Đại lại, dù cho cãi nhau hay gì đi nữa thì cũng đi về chứ, cũng trở về đó. Trời ơi, tội nghiệp chị Đại ghê chứ đó, khi mà cãi nhau với Trang Le Le rồi là Trang Le Le là quay xe 180 độ là chở là đi về luôn, bỏ chị Đại ngồi trong thư viện một mình. Trời đau chưa, sau khi quay lưng với chị Hằng rồi bây giờ Le Le chơi với Le Le, mà chơi với người thường bình thường không chơi, chơi với người có tiền sử tiền án về về giấy chứng nhận tâm thần à, thì bây giờ nắng mưa bất thường. Bởi vì đôi khi khán giả nói mà cái gì mà không hài lòng bắt đầu gân guốc cổ lên rồi là coi như nóng nóng lạnh bất thường, cái đầu nó bất ổn á. Cho nên là chính vì vậy thì cô ấy cũng làm YouTube đó mà chửi anh Lộc thấy thương luôn quý vị khán giả. Thực sự ngày hôm nay thì có một cái khán giả khác cũng đã gửi cho Phương Văn như thế này, Phương Văn xin phép đọc cho quý vị khán giả biết. Đây là tin nhắn của một anh vô gia cư bình luận. Tôi có tin này nói với bạn vì tôi thấy bạn phân tích rất đúng về Hằng Kali và chị Đại. Tôi là fan của Hằng Kali và cũng là người vô gia cư.
anh lại là người vô gia cư nha quý vị khán giả, là người người trong cuộc, là người trong cuộc, hiểu luôn, hiểu về vấn đề mà chứng vịt lộn hôm trước đó. Hằng Kali từng giúp tôi, từng giúp tôi bức xúc cho hằng mấy ngày nay. Mỹ Dung trở mặt và nhóm cờ hó trang tâm thần. Câu chuyện này mới xảy ra sáng nay tại thư viện. Tôi chứng kiến Dung và Trang đang mời mọi người ăn hộp vịt lộn. Tại vì cái tin này Phương Văn đọc hôm trước rồi, nhưng mà Phương Văn đọc lại cho quý vị nghe. Tôi nghe rất rõ là Dung và Trang cãi nhau vì Dung kêu Trang gỡ cái video hôm trước xuống. Bà Mập ngồi nói chuyện vu khống Hằng Kali thì kêu mở kêu lấy cái video đó xuống, thì Trang tâm thần không chịu và cuối cùng cãi nhau chạy xe bỏ chị Dung ngồi lại thư viện một mình. Đó là anh em chứng kiến nha. Trang đó tôi biết rất rõ là người ăn tiền bệnh tâm thần, không có đi làm nên muốn tiếp cận với Hằng Kali làm YouTube. Tôi nhớ không làm là Hằng Kali cho theo được 2 lần. Sau đó tôi có hỏi sao Hằng không thấy Trang đi chung, thì Hằng nói là bà đó kêu Hằng làm theo chương trình của bà để của bà đề ra. Hằng nói đây là kênh YouTube của em, chị muốn làm thì chị tự mở chứ Hằng không làm theo ý bà, nên thế bà quay lưng nói xấu vu khống Hằng Kali để kênh được nổi. Bà kết hợp với bà Mập hạ uy tín Hằng Kali, bà Mập lợi dụng Hằng lấy hình ảnh Hằng bán đồ giả, Hằng không chịu và Hằng Kali không cho bà lên kênh của Hằng nữa, nên bà tức. Ngày chuyện ngày hôm nay là tôi chứng kiến có thật 100%, bạn nên nói lên cho mọi người biết để ủng hộ Hằng Kali, đừng nản lòng giúp đỡ anh em vô gia cư cũng như những người gặp khó khăn. Được Hằng Kali giúp đỡ rất là nhiều, cảm ơn bạn. Kính thưa quý vị khán giả, về việc muốn làm YouTube á, quý vị khán giả thấy là hôm sau Phương Văn sẽ chia sẻ về cái vấn đề làm YouTube cho những người trong cuộc họ biết ha. Vì sao chị Đại và mọi người nói là cái câu chuyện của họ mà cứ mang lên cộng đồng, tại vì người ta thường nói là người trong kẹt mới hiểu người trong cuộc đó. Bây giờ chúng ta thấy là người trong cuộc là bị người trong kẹt hiểu hết rồi đó. Có 4 người trong cuộc mà người trong kẹt, người ở ngoài chúng ta đã hiểu hết vấn đề đó. Vì sao bị bỏ lại thư viện một mình, vì sao Trang le le bỏ chị Dung ở quán cà phê, và hôm nay thì mọi việc đã phơi bày hết. Thật sự chị le le này, chị rất là hung dữ khi mà lên cộng đồng mạng làm như vậy, mà nói tôi là Mạnh Thường Quân đi theo Hằng để xem Hằng làm như thế nào, và cuối cùng nói thấy Hằng làm ăn chặn tiền từ thiện, vạch mặt Trần, vạch mặt của Hằng Kali. Nếu như chị đi làm từ thiện, chị giúp đỡ cho một ai đó, chị là Mạnh Thường Quân, thì bây giờ chị giúp cho kênh của chị Hằng đúng không? Chị là Mạnh Thường Quân, chị có thiệt là Mạnh Thường Quân không? Hay là chị mua được vài cái áo, vài cái quần xuống đó, và chị đó là chị là Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân đi theo, mà tại sao không tiếp cận với những người vô gia cư đi, mà đi được 1 lần 2 lần đó, rồi đứng xa xa, mà chị nói là chị Mạnh Thường Quân. Thôi bây giờ không còn đi chung với chị Hằng nữa, ngày nào chị em đi chung, rồi nói với chị Hằng là ăn chặn tiền từ thiện. Nếu mà chị cho ai, ví dụ tôi nói ví dụ nha, ví dụ như chị cho anh A đó 100 đô, mà chị Hằng đưa có 50 đô, đó là mới gọi là ăn chặn tiền từ thiện. Và chị cho khi nào, bằng chứng khi nào, và chị Hằng cho ai bao nhiêu không báo cáo chị, thì chị mới nói. Còn cái này Mạnh Thường Quân người ta biết điều đó chị Hằng làm, mà mình không phải là người cho thì mình cũng đừng nên bắt chị Hằng phải là sao kê này kia nọ, rồi chứng minh mình làm điều đó làm chi vậy. Mạnh Thường Quân người ta đâu kêu mà mình kêu, mình người ngoài mà mình kêu để làm cái gì, người ta cho ai người ta làm cái gì. Còn có một số khán giả thì nói là cô làm YouTube để kiếm tiền. Dạ là đúng, đúng, khán giả nói chính xác, làm YouTube phải kiếm tiền đó, tại vì có cái công của người ta mà. Khi mà làm YouTube kiếm tiền á,
đó là công ty YouTube nó cho tất cả mọi người trên thế giới, kể cả bạn. Cho nên bạn muốn làm thì bạn làm, đâu có ai cấm cản đâu, YouTube nó kêu gọi mà, nó mở rộng cho tất cả mọi người mà. Nhưng mà cái luật YouTube nó cũng là căng lắm nha quý vị khán giả, không phải là đơn giản đâu. Cái sân chơi không phải ai muốn chơi gì là chơi đâu, nó có cái luật nó. Cho nên khi mà anh em chúng tôi làm YouTube á, là hiểu nhau cái luật của YouTube, cho nên là đôi khi có những cái mà không thể nói đúng cái từ ngữ đó, và để tránh đi, và tại vì nó rơi vào nguyên tắc của cộng đồng. Còn những người giống như chị Đại nè, chị chưa biết cái gì hết trơn á, cho nên là cái kênh của YouTube của chị ha, chị muốn để gì cho nên là chị để, nhưng mà để rồi một lúc nào đó nó không thể nào YouTube nó duyệt cho. Rồi hôm sau em sẽ giúp cho chị Đại, sẽ nói rõ để cái kênh của chị phát triển hơn, đó là em giúp cho chị trong cái video sau. Còn hôm nay thì quay lại với Trang Le Le Le, thì cũng tương tự như vậy, cái kênh mà lên sân si chửi mắng người này chửi mắng người kia và có những lời lẽ khó nghe trên cộng đồng như vậy, thật sự YouTube muốn kiếm tiền YouTube không phải dễ đâu, không phải dễ chút nào. Nếu mà dễ thì ai cũng làm được hết rồi. Cho nên là cái việc mà chị Hằng làm cầu nối ăn tiền YouTube, chắc chúng tôi đều tất cả anh em chúng tôi là đi làm công cho YouTube đó, nói thật là như vậy. YouTube nó trả tiền chứ không phải là mạnh thường quân hay là tất cả ai trả cả. Cho nên là khi mà làm có công nó mở rộng cho tất cả mọi người mà, giống như một công ty thuê nhân viên đi làm vậy, mà chúng tôi làm nhiều thì ăn nhiều, làm ít thì ăn ít, nhưng nó có cái nguyên tắc cộng đồng hết à. Chứ nó không phải dễ đâu, không phải người ngoài mình nhìn vào ồ trời lấy tiền YouTube vậy là dễ đó. Chỉ cần một lời nói sai thôi, chỉ cần một báo cáo thôi là cái kênh nó bay màu luôn. Trong khi đó công sức của các bạn gây dựng hơn một năm trời chưa chắc gì đã được. Cho nên chị Le Le, chị chửi anh Lộc mà ngày hôm nay chị là Mạnh Thường Quân, là nhà hảo tâm, không biết chị nói như vậy, các bạn nào mà ở gần chị Le Le thì hiểu chị đã từng giúp đỡ ai và chị đã cứu được ai lên bờ, mà hôm nay chị xưng là chị là cái người mà Mạnh Thường Quân. Và nếu như Mạnh Thường Quân thì lên cộng đồng không thể nào mà chửi thề với anh Lộc như vậy, chửi trước cộng đồng mạng đó, thật sự là giả trân giả nghĩa. Vừa chửi anh Lộc xong quay qua là cười chào cô chú bác anh chị, thật sự nó giả dối quá, nó giả cái tâm mình quá, và sân si với chị Hằng như vậy. Và có nhiều người nói em Phương Văn làm YouTube mà nói người này người kia ganh tị, thì em nói có, nếu mà em nói không đúng thì cho em ghi nhận, còn nếu em nói đúng thì những người đó cần phải ghi nhận. Giờ em đâu có biết, nếu mà không có vấn đề gì nảy sinh mâu thuẫn thì ngoài ra ganh tị đố kỵ thì còn là gì nữa đó. Nếu như mà mình làm tốt, bạn bè tốt thì có gì trao đổi với nhau. Còn ở đây lên cộng đồng mà từng đi chung nè, rồi từng đi ăn uống nè, từng hỗ trợ nhau, mà giờ này đi lên cộng đồng để rêu rã là nói Hằng Kali ăn chặn, thì dĩ nhiên rồi, nếu như chị có bằng chứng nói Hằng Kali ăn chặn, và khi lấy mạnh tiền của Mạnh Thường Quân là lấy của ai, rồi ăn chặn bao nhiêu, thời gian nào, không cho ai đúng cái số tiền đó, thì đưa ra minh chứng ra để cho mọi người người ta biết. Còn cái này cứ nói không mà không có bằng chứng cứ nào nói người ta ăn chặn ngày nào tháng nào bao nhiêu tiền hết, mà cứ lên đòi hỏi người ta sao kê này kia nọ. Ủa mình đâu là gì đâu mình bắt người ta, mình đâu có cái quyền bắt người ta sao kê, mà người ta chẳng cần sao kê với mình. Chị Hằng Kali có cần thì trao đổi với Mạnh Thường Quân, mà Mạnh Thường Quân với chị Hằng là người ta có bàn bạc trao đổi nhau rồi. Còn mình ngoài mình kêu sao kê, đâu có lấy tiền của mình đâu mà mình kêu sao kê. Quý vị khán giả có thể vô kênh của anh Lộc ạ. Quý vị khán giả xem anh Lộc ảnh chia sẻ rất là chân tình, ảnh nói lên ảnh là một trong những nhân chứng về việc mà chị Hằng Kali giúp đỡ, và ảnh đã lên bờ, có công ăn việc làm, có gia đình đó. Thì cái điều đó chúng ta thấy là phải quá tốt Hằng Kali giúp đỡ không đó. Còn những người xung quanh, những người kia, đạo diễn nè, chị Le Le nè, chị Đại nè, có giúp được ai chưa, có giúp được ai lên bờ chưa, hay là đi xuống suối và đứng xa xa đó là nhìn thôi, mà tới ngày hôm nay vẫn còn phim nhiều tập nha quý vị khán giả, vẫn còn ra rã. Và
thấy chị Hằng Kali có lên tiếng không? Chị Hằng không cần lên tiếng đâu, mà cộng đồng đã gia nhập vào cộng đồng rồi thì cũng có phe chính nghĩa và phe đối diện, và một số anh em kênh YouTube thì góp lên tiếng nói cộng đồng, cũng như là Phương Văn, kênh Phương Văn Official, và em có cái kênh nữa là kênh Người Trong Cuộc. Đôi khi người ta chơi sau lưng mình cũng không biết nữa nha quý vị khán giả đó. Một hôm sau, ví dụ một hôm sau mà người ta chơi xấu mình á, thì cái kênh của mình á, nó lại là YouTube nó đòi hỏi là mình phải có gọi là không up được video đó, và nó sẽ không cho mình hoạt động, và nó trong cái thời gian để nó xử lý thì không có up được cái video lên cho quý vị khán giả xem. Cho nên Phương Văn mới làm thêm một cái kênh song song, đó là kênh Người Trong Cuộc. Giả sử như kênh này mà nó chặn đi thì cũng còn kênh kia, tại vì khi mà chờ YouTube nó giải quyết lâu lắm, cũng phải mấy tuần cả tháng đó, và đôi khi có những cái và như vậy là mình cảm thấy là không có liên tục cho khán giả. Cho nên cả hai kênh thì mong quý vị khán giả đăng ký. Và quay trở lại cái việc mà chị Le Le và anh Lộc, thì mong quý vị khán giả ủng hộ cho anh Lộc với ủng hộ đăng ký và xem những cái video anh Lộc anh chia sẻ. Anh chỉ lên hai cái video thôi, ảnh là người trong cuộc, người mà nhân chứng để đứng lên minh chứng và minh oan cho chị Hằng, ảnh là người được chị Hằng giúp đỡ là như vậy, để cho khán giả cộng đồng biết là chị Hằng làm việc rất là tốt cho người vô gia cư. Và bên cạnh đó cũng có một anh thứ hai, anh nói là hãy để cho chị Hằng làm công việc đó giúp đỡ cho người vô gia cư như anh em chúng tôi. Thật sự cảm ơn anh rất là nhiều, anh đã chia sẻ những cái tin nhắn này. Thật sự ảnh là người vô gia cư, nhưng ảnh có cái suy nghĩ rất là cao. Mong anh là cố gắng hãy lên bờ và làm lại cuộc đời giống như anh Lộc vậy. Chúc anh thật nhiều sức khỏe, và chúc cho tất cả quý vị khán giả một ngày mới an vui, hạnh phúc. Phương Văn sẽ dừng cái video ở đây. Mong tất cả quý vị khán giả đón xem một cái video tiếp theo. Phương Văn sẽ chia sẻ cái vấn đề liên quan tới chị Đại, và có những cái lời khuyên nào dành cho chị Đại. Xin cảm ơn quý vị khán giả.